Nghe này, anh đã mất bao công chuẩn bị như vậy, đã mất bao nhiêu thời gian, lập ra bao nhiêu kế hoạch, thì tôi và bố tôi dù chỉ còn một chút hơi tàn cũng sẽ không bao giờ để cho anh đạt được mục đích đâu. Thưa tất cả các bạn, nhưng không biết rằng ở lứa tuổi các bạn, những ai đã suy nghĩ đến cái hữu hạn của cuộc đời và cái vô hạn của tình yêu, và đã có mấy ai trong số các bạn tìm được câu trả lời cho chính mình? Nhưng còn tôi đã suy nghĩ mãi về điều này. Và cho tới một ngày, giống như ngày hôm nay của 20 năm về trước, tôi đã tìm ra câu trả lời cho chính mình. Đó là khi con gái yêu quý của tôi ra đời. Đây là lần đầu tiên, và cũng là mãi mãi sau này, tôi đã cảm nhận đầy đủ về tình yêu và nhận thức sâu sắc về khái niệm vô hạn của nó. Con gái tôi là ngọc ngà, là châu báu, là cả vũ trụ mà tôi đang sống. Con cảm ơn bố ạ. Bố mong rằng con luôn luôn được bình an và hạnh phúc, và bố sẽ dành cả cuộc đời của mình cho mong ước này. Anh bị làm sao đấy? Lúc nãy em còn thấy ông ta bao tiền cho anh cơ mà. Số tiền đấy à, đủ cho chúng ta thuê nhà cả tháng đấy. Anh biết ông ta? Biết á? Anh biết người giàu như thế á? Biết rõ là đằng khác. Em vẫn luôn hỏi anh, tại sao anh vẫn luôn cố gắng ở lại Hà Nội, vẫn cứ nhất định phải vươn lên. Đó là vì ông ta. Ông ta là mục tiêu, là mục đích khiến anh không bao giờ phải chịu thua. Đó có phải là người đã ép chết bố anh, có đúng không? Thật không ngờ hôm nay lại gặp ông ta ở đây. Hay rồi, từ giờ anh sẽ luôn biết ông ta ở đâu. Rồi sau này, anh sẽ mạnh hơn ông ta, anh sẽ giàu hơn ông ta, và anh sẽ đòi ông ta cả vốn lẫn lãi. Ông ta không phải là không có điểm yếu. Điểm yếu của ông ta đã lộ rõ nhất vào ngày hôm nay rồi. Anh không thấy sao? Tính ra điểm yếu của ông ta bao năm vẫn thế. Đó chính là cô con gái Diệu. Từ sau bữa tiệc hôm đó, mới có những câu chuyện có vẻ như tình cờ xảy ra. Sao thế? Em không tin à? Ưu điểm của em là tin người cơ mà. Em không tin hay là không muốn tin? Mà nói một cách sòng phẳng nhá, em mới chính là người thứ ba đấy. Lúc đấy tôi và An Nhiên đang yêu nhau rất thắm thiết. Thì... Khốn nạn! Thôi nào,
Không cần đánh giá cao sự kiềm chế của tôi thế này đâu. Đây là em muốn gặp, đây là em muốn nghe, thì em nghe cho nó hết. Cả chiếc áo khoác ngày đó cũng là do anh sắp đặt. Biến mình thành ân nhân để tiếp cận bố con tôi à? À, chiếc áo gió định mệnh. Rất tiếc, nó lại đúng luôn. Gia đình tôi đã làm gì anh mà anh phải bày binh bố trận? Mục đích là chỉ cướp trắng Lan Hà à? Chính xác là bố cô. Ông ta có hai điều quan trọng nhất trên đời. Thứ nhất là cô, thứ hai là Lan Hà. Những gì mà ông ta coi trọng nhất, tôi sẽ phá. Thế thôi. Vặn dây cót tinh thần lên để xem bố cô xa cơ thế nào, Lan Hà vỡ trận ra sao. Thằng Hiếu Nghĩa này tính cộng cả nợ lẫn lời không thiếu một xu. Nghe này, anh đã mất bao công chuẩn bị như vậy, đã mất bao nhiêu thời gian, lập ra bao nhiêu kế hoạch, thì tôi và bố tôi dù chỉ còn một chút hơi tàn cũng sẽ không bao giờ để cho anh đạt được mục đích đâu. Chẳng phải em đã tự tay dâng hết lên cho anh rồi còn gì? Miếng cơm đến miệng rồi vẫn có thể cướp mà. Cuộc đời này vẫn còn có pháp luật. Tôi không tin rằng một kẻ cướp ngày như anh có thể nhởn nhơ mãi được đâu. Sự ngây thơ của vợ tôi lúc nào cũng đáng yêu. Bước ra khỏi cuộc đời tôi.